Dạ, bên ông ta đã thấy vụ giống nhau rồi. Ừ, lý hữu bà nữa mà chả. Tiếng quân đã ngon mà chả phải nữa. Ba là khá hình bởi sự chắc. Ê nhà cô, mà nào bà kia bị ế gì, ế nào bị ồn sao. Ông chỉ càng giang anh, trong thôn là mít nạc ra.